có thống kê tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc mới theo tuần ở Việt Nam cho hay, giai đoạn tuần thứ 34 và 35 của năm 2021, tỷ lệ này lên tới 5,98 đến 10,08%. Đây là lúc ghi nhận số ca tử vong cao nhất và càng về cuối năm 2021 càng giảm dần, thấp nhất là vào tuần thứ 46 với 0,96%. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong chung của năm 2021 là 1,94% trên tổng số ca mắc sang năm 2022, tính trong 10 tuần đầu năm ghi nhận 2,45 triệu ca mắc, tỷ lệ tử vong chung là 0,36% và tuần gần đây nhất đang ở mức 0,07% số ca mắc theo tuần. Báo cáo này cũng cho hay về số lượng, tổng số ca tử vong đến nay là 41.545 ca, trong đó có 10 tuần đầu năm 2022, tuy số mắc tăng cao, tỷ lệ tử vong theo tuần lại giảm xuống rất thấp, nhưng vẫn ghi nhận tới 8.700 ca tử vong. Đây là một trong những lý do khiến COVID-19 dù đã xuất hiện hơn 2 năm, số ca mắc rất lớn nhưng chưa thể coi là bệnh lưu hành do căn nguyên gây bệnh chưa ổn định, số tử vong còn cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm gây dịch đang lưu hành.